Phương hàm bậc 2 là phương trình. Ta gọi này. Cái này gọi là hàm bậc phương trình bậc 2 hoặc là tái bậc 2. Đồ thị của nó như thế này. Không cần biết lắm, cái này học lớp 10 cũng không nhiều. Không này, giải này đơn giản quá đi. Rồi. Định lý về căn bất kỳ số k hay x bình cơ bằng k thì phải có x bằng căn của k hoặc x bằng âm căn k, căn âm k như này. Định luận lý về này. X mũ k bằng k thì x bằng căn k. X đây là một cái biểu thức đại số. Square. Giải phương trình bậc 2 với x nó như này. Đây là cách nào đúng? Cách nào? Và xử lý cái này. Rồi compound lãi kép năm năm này rất có nhiều lớp 10 đây. Kinetic form công thức bậc 2. Tính cái này tính viết mà. Cái sinh viết đấy. Thì nghiệm của cái ảnh hưởng không này. Ta bảo là trừ b này. Chúng ta hãy dùng VS được hay là biết là thứ D. Nó sắp xỉ quay trừ B cộng trừ B cơ trừ 4 AC 2 A. Áp dụng này cho học, cho học hiểu rồi không cần nữa. Giảm phương trình xuống thành phương trình bậc hai như trước trùng phương này, loại trùng phương phải chia thôi. Có gì đồ thị của nó thì được này. Sao biết tất cả này như vậy này? Cái chữ HK Vector Parabol chữ điểm đây điểm 4 đó, đây điểm trị đó, đây là F đó trừ b hai à, đây là điểm của chị. Không gì lắm mà đa thức đa thức
không bằng nhau, công thức không bằng nhau. Này khơi bây giờ không là khỏe hết để hạ liền mình thôi, không có gì. Rồi.